khung cảnh đổ nát hoang tàn tại thành phố Bakhmut vừa được Nga công bố. Hãng tin Nga RIA Novosti hôm nay đã công bố video quay từ flycam ở trung tâm thành phố Bakhmut, nơi mà tập đoàn an ninh đánh thuê Wagner tuyên bố giành quyền kiểm soát hồi tuần trước. Toàn bộ công trình tại khu vực này đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng do giao tranh, một số có dấu hiệu bị cháy rụi. Ngay cả tòa nhà chính quyền thành phố cũng bị phá sập. Bộ Quốc phòng Nga cũng lần đầu tiên lên tiếng về tình hình tại Bakhmut kể từ khi lực lượng Wagner tiến sâu vào nội thành, nói rằng các đơn vị đổ bộ đường không đang bọc sườn cho những mũi tấn công của Wagner. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga là Igor Konashenko cho biết, giao tranh tại tỉnh Donetsk hiện nay chủ yếu xoay quanh thành phố Bakhmut. Các đơn vị xung kích Wagner đang chiến đấu để giành từng khu vực ở trung tâm đô thị và đẩy đối phương về phía những khu làng ở ngoại ô phía Tây. Trong khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine là bà Hanna Malia tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia hôm 11 tháng 4 rằng ở Bakhmut, đối phương đang tập trung những nỗ lực chính của họ, vì vậy chúng ta phải tập trung những nỗ lực của chúng ta ở đó để ngăn chặn. Trên thực tế, lực lượng vũ trang của đối phương và lực lượng quân sự tư nhân của họ ở miền đông Ukraine đã bị giáng đòn mạnh. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine còn nhấn mạnh nếu lực lượng vũ trang Ukraine không bảo vệ được Bakhmut thì quân đội Nga sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Vì vậy, phải nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ Bakhmut trong bối cảnh này. Theo bà Malia, lực lượng Nga sẽ không từ bỏ mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, trong khi pháo binh và không quân Nga đã biến Bakhmut thành một đống đổ nát hoang tàn.